Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Ở trong năm nay thì Gigabyte đã cho ra mắt tổng cộng là 3 phân khúc laptop. Phân khúc đầu tiên dành cho anh em game thủ hoặc là những bạn cần một laptop có hiệu năng cao thì có tên giống luôn với tên hãng, đó chính là laptop Gigabyte. Phân khúc thứ hai cao hơn một chút thì chúng ta sẽ có laptop của Aorus, có tên là Aorus ấy. Và phân khúc cao nhất đó chính là dòng Aero. Thì mở đầu trong 3 phân khúc đấy thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu laptop thuộc phân khúc gọi là cái mức giá ưu đãi nhất dành cho game thủ, và đây là em nó có tên gọi là laptop Gigabyte G5. Thì G ở đây thì mình nghĩ có thể thuộc cả dòng gaming bởi vì cấu hình bên trong được trang bị là tương đối ấn tượng, nhưng mà cấu hình như nào thì chút nữa chúng ta hãy tìm hiểu và hãy tập trung vào những cái thành phần bên ngoài. Đầu tiên về mặt thiết kế, về mặt cân nặng trước đi, về cân nặng thì mình cảm thấy mẫu laptop này không quá nặng, mặc dù cái kích thước không thể nào mà mỏng so với dòng Ultrabook được bởi vì cấu hình cao mà. Thì với cái kích thước tương đối ấn tượng như này, thế nhưng cái mẫu laptop không hề nặng bởi vì chất liệu được cấu tạo được làm từ nhựa. Thì được làm từ nhựa sẽ có những cái ưu và nhược điểm riêng. Đầu tiên về mặt ưu điểm đi, thì rõ ràng laptop này đã được nhẹ hơn. Thì mặc dù là cái thân hình gọi là tương đối ấn tượng so với mẫu laptop Ultrabook, thế nhưng cái cân nặng thì đã tương đối nhẹ để các bạn có thể mang đi mang lại. Và cái phần gọi là cái phần cảm nhận nhiệt ấy, tức là nhiệt ở bên trong nó sẽ không bị tỏa ra quá nhiều qua những cái phần các bạn trải nghiệm. Còn về cái vấn đề mà nhược điểm đi, thì được làm từ nhựa và đây là nhựa bóng, thế nên khi các bạn sờ vào thì chắc chắn sẽ để lại ngay lập tức dấu mồ hôi và dấu vân tay, và mình sẽ mở ra để cho các bạn nhìn dễ hơn. Thế nhưng cái việc làm từ nhựa này nó cũng có một cái điểm hay, đó chính là chỉ cần các bạn lau nhẹ đi thôi là cái vết vân tay này đã biến mất luôn. Mình không biết đây là cái loại nhựa gì, nhưng mình cảm thấy cái chất liệu được làm từ nhựa này là tương đối tốt để các bạn có thể sử dụng lâu dài. Thì ngay phần bên trong phần khung bàn phím cũng được làm từ nhựa luôn. Thì cái nhựa này thì với cái phần mặt lưng giống hệt nhau, và cái đặc điểm ở đây đó chính là cái phần gọi là cái chất liệu build thì tương đối tốt, để khi mình ấn mạnh xuống thì khung bàn phím vẫn vững chãi. Thì dành cho anh em game thủ nào hardcore kiểu gõ liên tục trên mẫu bàn phím này thì mình cảm thấy là hoàn toàn ổn để có thể sử dụng. Thì nhân tiện nói luôn thì mình cũng nói về cái phần bàn phím. Thì cái phần bàn phím ở trên đây thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không thể nào có bàn phím cơ trên mẫu laptop khoảng 30 triệu rồi. Thì cái chất lượng phím bấm mình cảm thấy là tương đối tốt, và mình sẽ gõ thử cho anh em nghe. Có tiếng gọi là lách cách giống tiếng clicky trên Bluetooth ấy, thì mình thấy là tương đối tốt. Và sau một khoảng thời gian mình gõ và mình trải nghiệm thì mình cảm thấy là cái mẫu bàn phím này hoàn toàn tốt để anh em có thể đánh văn bản hoặc là sử dụng cho chơi game. Còn nếu như anh em đam mê cái vấn đề gọi là bàn phím cơ thì có thể cắm thêm một bộ bàn phím ngoài để có thể trải nghiệm, thì khi đấy thì có thể trải nghiệm sẽ là tốt hơn. Còn xuống bên dưới một chút thì chúng ta sẽ có phần touchpad. Touchpad có kích thước tương đối là bình thường thôi bởi vì còn phải dành khoảng trống cho phím chuột trái và chuột phải, thế nhưng cảm giác gì là tương đối tốt. Cái touchpad này sẽ có một chất liệu phủ giống như cái chất liệu được phủ ở trên cái mặt lưng cũng như là phần khung bàn phím. Mình thấy là hoàn toàn ổn để anh em có thể sử dụng trong trường hợp mà mang laptop ra ngoài và anh em quên mang theo chuột. Còn nếu như sử dụng hàng ngày mà sử dụng liên tục trong thời gian dài thì chuột giỏi vẫn cứ là một giải pháp tương đối tốt. Còn nhìn tiếp vào cái phần thiết kế đi, đó chính là về phần màn hình. Thì chúng ta sẽ có hai cạnh viền hai bên tương đối mỏng, trên và dưới không quá dày. Và đặc biệt ở bên trên chúng ta vẫn có một cái webcam để có thể sử dụng để đàm thoại. Còn về phần chất lượng webcam thì mình thấy là vừa đủ để dùng thôi, bởi vì những cái mẫu laptop thì tập trung chủ yếu kể cả có đắt hay rẻ thì webcam vẫn chủ yếu là webcam HD hoặc cùng lắm là Full HD, vừa đủ để anh em có thể sử dụng để học tập, làm việc trực tuyến hoặc có thể livestream nếu như các bạn thích. Về phần màn hình, ở đây sẽ là màn hình IPS và có tần số quét là 240Hz, 33 triệu đồng, không đến 33 đâu, khoảng 32 triệu đồng cho mẫu laptop. Và chúng ta có màn hình 240Hz để có thể trải nghiệm được hầu hết các tựa game. Và dĩ nhiên để có thể đáp ứng được cái màn hình 240Hz này thì cái cấu hình bên trong cũng phải đủ ấn tượng để có thể đáp ứng được. Thì CPU được trang bị ở đây là CPU Intel Core i5 10500H với 6 nhân và 12 luồng. i5 này là i5 có 6 nhân nhá. Về phần RAM dĩ nhiên sẽ là 16GB, sẽ là tiêu chuẩn để phù hợp có thể sử dụng. Thì ở trong đây bus RAM sẽ là 2933 và được cắm sẵn hai thanh rồi. Còn nếu như em nào mà có thể cân nhắc muốn sử dụng lên 32GB thì có thể bỏ hai thanh RAM có sẵn đi và thay thanh RAM khác vào. Về phần SD thì SD tương đối đủ thôi, đó chính là 512GB để anh em có thể cài game và ứng dụng. Và đặc biệt cái mẫu laptop này sẽ hỗ trợ nâng cấp thêm 3 slot ổ cứng nữa để anh em hoàn toàn không phải lo cái vấn đề gọi là thiếu ổ cứng. Qua phần thành phần quan trọng nhất đó chính là về phần đồ họa. Thì đồ họa bên trong được trang bị là RTX 3060. Thì cá nhân mình đánh giá trên màn hình có độ phân giải Full HD, và nếu như anh em biết thiết lập các tựa game
thì việc các tựa game lên được đến 240 FPS là một chuyện hoàn toàn đơn giản. Còn nếu như anh em quan tâm đến cái trải nghiệm game đồ họa đẹp thì có thể kéo mắc tất cả các loại setting lên, thì FPS thì lúc đấy có thể là không được 240 FPS nữa, thế nhưng vẫn hoàn toàn ổn để anh em có thể trải nghiệm. Và liên quan đến cái cấu hình này thì cái phần cứng lẫn phần mềm cần phải tối ưu với nhau. Về mặt tản nhiệt đi thì chúng ta sẽ có tổng cộng là hai quạt hệ thống WinForce chữ danh của Gigabyte để có thể tản nhiệt cho em nó, và được hỗ trợ bởi phần mềm có là Control Center 3.0. thì đối với cái phần mềm này thì anh em có thể điều chỉnh cái tốc độ của quạt tùy theo ý thích, có thể hoạt động 0%, khi đó thì một bên quạt sẽ tạm dừng hoạt động, hoặc có thể kéo full speed thì lúc đấy cái tốc độ của quạt sẽ rơi khoảng chừng 4.700 vòng một phút, để anh em có thể gọi là tận dụng cái hiệu năng bên trong được cách tốt nhất và máy có thể mát nhất có thể. Và một cái phần mềm Control Center nữa thì sẽ có thêm những cái thiết lập khác để anh em có thể tìm hiểu, ví dụ liên quan đến chỉnh LED của bàn phím này, hay là anh em có thể điều chỉnh hiệu năng của máy sao cho phù hợp nhất. Về mặt trải nghiệm, ngoài phần test game thì chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua được những cái thiết bị bên trong lẫn bên ngoài được trang bị. Thì Wi-Fi 6 sẽ là một trang bị tiêu chuẩn trên các mẫu laptop gaming bây giờ. Có thể nhà các bạn chưa có những ổ Wi-Fi hỗ trợ Wi-Fi 6 thì thấy hơi thừa, nhưng nếu như các bạn đã có rồi thì các bạn có thể thấy được là Wi-Fi 6 tương đối tốt và hoàn toàn không nhất thiết phải cắm dây để có thể chơi game. Đấy là một trong những cái lý do mà Wi-Fi 6 được trang bị trên các mẫu laptop gaming. Nhưng tuy nhiên, vì những các bạn nào mà muốn chơi game ổn định thì chúng ta vẫn cần rất nhiều những cái cổng kết nối. Thì đây, những cổng kết nối mà đòi hỏi dây dợ lằng nhằng thì đã đặt ở phần sau đây rồi, không thể thiếu được, đó chính là jack nguồn RJ45 để anh em yêu cầu chơi game ổn định, cổng HDMI và một cổng USB Type-C hỗ trợ DisplayPort. Ngay ở đằng sau đây chúng ta đã có hai cổng xuất hình rồi. Thì nhìn sang bên cạnh phải, chúng ta sẽ có một cổng USB Type-A nữa, một khe thẻ SD, một khe mini DisplayPort, ba cổng xuất hình. Còn ở sang bên tay trái chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-A, trong đó là một cổng USB Type-A hỗ trợ 2.0 kiểu tận cổ giao duyên đấy, và hai jack gọi là jack audio riêng và jack mic riêng để anh em có thể dùng những loại tai nghe đắt tiền. Còn nếu như anh em sử dụng những cái mẫu tai nghe kiểu thông thường thôi thì hoàn toàn có thể cắm vào cổng USB và khi đấy sẽ kết nối được hoàn toàn tốt. Vậy thì các bạn đánh giá sao về cái mẫu laptop trị giá khoảng hơn 30 triệu đồng tới từ Gigabyte? Cá nhân mình đánh giá thì ngoài cái phần thiết kế được làm từ nhựa ra thì mình thấy cái mẫu laptop này tương đối tốt để anh em có thể mua về. Chúng ta có Gigabyte là một hãng sản xuất ở Việt Nam tương đối lâu rồi. Họ sản xuất tất cả những cái loại linh kiện từ bo mạch chủ này, VGA này, thậm chí tản nhiệt, vỏ cây, RAM họ đều sản xuất cả, chỉ thiếu mỗi phần CPU thôi. Thế nên cái phần chất lượng của cái linh kiện bên trong mình nghĩ sẽ đảm bảo tốt nhất ở trong môi trường điều kiện khí hậu Việt Nam. Đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Đừng quên để lại ý kiến cho chúng mình được biết các bạn đánh giá sao về em Gigabyte này nhé. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.